Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày 12 tháng 2 trên địa bàn thị xã Sapa đã xảy ra hai điểm cháy rừng tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn và điểm cháy tại khu vực giáp danh giữa thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn với xã Nậm Pung, huyện Bát Sát. Ngay sau khi nhận được thông tin, thị xã Sapa đã triển khai phương án 4 tại chỗ để chữa cháy rừng. Đến khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 2, Điểm cháy giáp danh giữa thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn với xã Nậm Pung, huyện Ba Sát cơ bản được kiểm soát, dập tắt. Đến 11 giờ ngày hôm nay 13 tháng 2, điểm cháy tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn cơ bản được khống chế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã có mặt tại các điểm cháy để chỉ đạo công tác chữa cháy. Có khoảng 250 người thuộc các lực lượng cùng tham gia dập lửa, phát đường băng cản lửa, hạn chế lan nhanh trên diện rộng.